dạng háng ra, xoay 180 độ. Ai ơi mà. Ai bỏ ăn tao mà. Bác nào cần rau? Hello tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình nhá. Hôm nay anh em mình đi bắt một loại đặc sản. Ơi phải chụp nhanh nào nó lặn mất em. Lắm kia. Con gái. Móng hùm. Móng hùm à? Đặc sản nhá, đặc sản OA nhá. Con ếch ương nhá mọi người nhá. Đấy. Ếch ương để về làm món lẩu ếch ương chua cay. Hai con. Thả nó đây ra. Một cặp răng chu rồi. Một cặp đang lấy giống luôn này. Nó bị tóm. Đấy, bắt. Nhảy ngon đấy. Khôn nhỉ. Chứ có mưa xuống nó mới. Gặp hết đấy, gặp OA đây. Tiến dựa. Bắt đầu. Nhái à? Nhái. Đổ xe. Đây. Đó. Đấy. Ừ. To thế. Khổ to rồi. Con này con siêu to khổng lồ. Như con ếch luôn. Như con ếch luôn. Đây em nuôi ý nữa hả? Lũ. Đó, lũ. Ở đây. Ừ, trời. Chạy đâu cho hết nắng. Hả? Ôi, sao lại đầy trên đất thế? Bắt. Vô. Vô chó lắm. Đó. Ui, con này to con này. Nó to ở trên chú cạn này. Rồi, em đi bắt ếch ương. Em lẩu. Trên cạn. Chắc thì trên đất thôi. Con vẫn chạy vẫn ở đây đúng không? Không, con này chạy này. Con này chạy này. Tắm đi. Tắm đi. Tắm đi. Rắn nhanh nhanh nhé. Sợ xong như nó như chết rồi kìa. Nó chết. Hay là nó đang ăn con gì? Ý. Tóm hết mai làm lẩu hết đi. Con này 50-50 đó. Con này chết rồi, ai đập chết nó rồi. Ai đập chết nó rồi. Rắn này là cắn chết đó. Đập chết rồi. Đập chết rồi, đập chết rồi. Rắn này cắn chết đó. Không. Đấy, con run mà. Run. Xem để lội cháo đục nó nằm khắp trên bờ ấy. Hôm qua thằng anh này bắt được 4 cân cơ mà. Nó chứ ở đây mình đã bắt được cả ếch đồng mà. Cái này còn có kêu cho con này. Hả? Ếch kìa. Ừ. Ếch đồng ấy. Được rồi cơ. Hả? Một em nhá mọi người nhá. Đây, nằm đây. Bắt nó. Cực nhịn nhàng. Rồi, đấy. Chết. À ha.
một em nữa to, con này to chập vá luôn nhá. Trời ơi, bơi đang bơi vào bờ. Hai con luôn, thường là bắt được hai con đó. Mà cái ôm ôm đấy cũng để bắt chặt mà. Khá là nhiều đấy. Con nào mà không kêu là đang rồi đấy. Đâu, đang tìm đối tác. Ok anh em nhá, hôm qua là bị người ta bắt mất hết rồi. Tin thế nhỉ? Chỉ anh em mình chỉ bắt được mỗi chừng này. Hai con này nó có đang nhân giống này. Ui, con này nghĩa là con ngon này. Con này là con ngon này. Con này là con khục to như con ếch luôn nhá. Kinh nhỉ. Bằng con ếch được ấy nhỉ. Con này là ngon. Đó, nào, tiếp rồi. Tôi đi. Tôi đi nhặt từng con ra đây này. Nhặt ra đây á. Nó nhảy không? Không biết được. Ông khục chắc là phải để cho được. Nào, bắt đầu vậy. Con này. Nhảy. Đây nó lại. Ấy. 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 Con nào nữa đấy? Con này nó chui vào trong đấy rồi. Mày chui vào trong đấy rồi. Hả? Để cái chân con này đi. Con này là có lắp được. Rồi, thả ra đấy. Thả ra. Rồi, thật chưa thấy mày nhá. Mày là cái gì? Là cái gì? Con này là phải một đường đứng nữa. Đường đứng nào? Ok. Ui, thịt lắm. Cái con này nó nhựa nó ra rất là nhiều mọi người ạ. Cái nhựa của con này nó nhiều lắm. Thế nên là quên mất mình không đeo bao tay. Đáng nhẽ thời gian phải đeo bao tay. Con này làm khá là lâu nhá. Tại vì cái da nó khá là nhớt. Tí nữa mình sẽ lọc da nó ra. Lọc vỏ da nó đi. Khi mà lọc ra nó đi ấy, thì nó sẽ chỉ bằng con nhái thôi nhá mọi người nhá. Giờ tiếp tục cho vào xả nước sôi nhá mọi người nhá, nước nóng. Mọi người cho nó. Ôi, dính nước quá nó lại tỉnh. Quay chờ nước nóng nó tỉnh, lúc nãy dính nha. Dính kia thì nó lại đấy. Đúng không? Dính muối mọi người ạ. Ôm quan ôm quan con này nhìn ngon nhìn con đấy con chén nó con làm con sashimi đi làm con à. Con này là nỗi sợ ái hồi nhỏ nhé mọi người nhé. Siêu sợ con này luôn nhưng bây giờ biết người ta ăn ngon rồi ăn hết coi như gọi là khởi động được ăn rồi. Run từ đâu rồi đó. Đây, anh em mình đã sơ chế ngon lành rồi nha mọi người nha. Đây nha mọi người nha, xít hết rồi nha. Là da kia mà xít mình định lột nó ra nó đấy nhưng mà lột chả không còn cái gì cả. Như này, ví dụ như những con như này, đây nhá. Đấy, lột da ra thì còn cái gì? Nó chả còn một cái gì cả. Mút xương, mút xương. Rồi, bây giờ sẽ vào ăn lẩu nha mọi người nha. Ok. Rồi. Tạm biệt nhé, người anh yêu anh chúc em vui bên người. Tuyệt vời ông mặt trời. Ừ. Ngọt quá. Sự thật là không thể cưỡng lại được. Món này ngọt lắm nha mọi người nhé. Hai em mình mỗi người phải ăn chục con. Tại vì mỗi người mút quá đấy, ra xịt. Cái gì mút gì, mày đừng ăn kiểu đấy. Anh tí nữa anh chỉ cho mày một kiểu ăn cực kỳ ngon luôn. Cực kỳ ngon luôn. Ừ. Đợi nó chín chín đã. Đấy. Bây giờ phải cho thêm bột.
À, ăn nó rồi còn ít. Tại bị người ta bắt hết rồi. Anh em mình đến muộn bắt hết chứ không á. Trời ơi. Mày ăn no. Mùm rộng. Đây nha mọi người nha. Đang bỏng. Đấy, bỏng cũng không phải vấn đề. Dạng háng ra. Xoay 180 độ. Ai hốt đi mà. Ngon hơn nhiều không? Ngon. Ừ. Mà khi anh mình ăn lẩu mình hay ăn những cái món khác như kiểu rau chứ. Nhưng hôm nay ếch ương nó ngon lắm mọi người. Ngon, thật sự ngon. Ăn mình rau. Clip này mình sẽ xin phép tạm dừng tại đây. Tại vì thời lượng video cũng khá là dài rồi. À, mọi người nếu thấy video hay nhớ để làm like, xem một comment và đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nha. Và nếu mọi người thích anh em mình làm lẩu cóc thì nhớ comment phía dưới là lẩu cóc nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye.